axit carbon silic, carbon silic thì nhớ giùm lợ phải có gì, gạch COO ha. Bắt đầu hàng này được viết như thế này, gạch C gạch gạch O gạch O gạch H, được chưa, hiểu chưa? Rồi làm ơn làm phước, đây là gì, nhìn đây là gì, axit thì nó có tính chất y chang như hóa vô cơ. Thứ nhất, axit thì sẽ tác dụng được cái gì, quy hóa tiệm hóa đỏ, tạc vô mặt, axit tạc vô mặt. Tiếp theo axit thì tác dụng được cái gì, kim loại thì nhớ kim loại trước thằng gì, trước thằng hydro, biết trước thằng hydro không, hiểu cái từ trước thằng hydro không? Khi nào ba cần may áo giáp sắt nhớ sang phố hỏi, gạch cái chữ H đó từ trên, phản ứng được hết, được chưa, hiểu ý không? Ví dụ tiếp theo, tác dụng được gì, axit thì chắc chắn nó phải tác dụng được cái gì, nam thì tác dụng được cái gì, nữ thì axit phải tác dụng được cái gì, bà dơ, trời ơi thiệt, có axit với bà dơ không, bà dơ thì trong đó phải có nhóm ô hả. Tiếp, axit thì tác dụng được với gì nữa, oxit bà dơ, ví dụ CU ô. Tiếp tục, axit thì tác dụng được với muối, ví dụ CaCO ô ba. Bắt đầu nè, nhìn nè, viết từng cái phương trình ra nè cho thấy nè, RCOOH cộng, thứ nhất tác dụng với Na, Na đi vô, H đi ra, tập trung nha Ngọc, không có đùa nha, Na đi vô, H đi ra, thêm tiếp, axit tác dụng được với ba, bây giờ thằng H đi vô, xin lỗi Na đi vô, H đi ra, ra gì, RCOO Na cộng đó, cứ nhìn đi. Tiếp, RCOOH tác dụng vượt COO, CO đi vô, CO hóa chị mấy, H đi ra, thằng này góc này hóa chị mấy, nhìn vô H, đúng rồi, một, bắt đầu nhân vô RCOO, tất cả nhân, hiểu, đây này hóa chị một, này hóa chị hai, cộng H đi ra tác dụng với thằng O ra gì, H2O cân bằng hai, xong. Tiếp, hàng RCOOH cộng CaCO3, Na Ca đi vô, thằng H đi ra, Ca hóa chị mấy, hai, đúng rồi, RCOO tất cả hai cộng, thằng này đi với thằng này ra gì, với CO2, bởi vì nó không bền nha, nhớ thằng này chính là H2CO3 đó nha, nhớ nó không bền, chọt cái mũi tên lên, hết chưa, chưa, còn tiếp, đặc trưng riêng của thằng axit hữu cơ, axit hữu cơ tác dụng được với ancol thì ra e, cái này gọi là ete hay là ete ta, ete đúng rồi, ete hóa, nhưng nè, để biết nè, để không là không biết nè, RCOOH cộng ancol cho đại đi, R phẩy O O H nè, nhìn kỹ nè, thằng này bỏ H, thằng này bỏ OH, ra gì, viết lại RCOO, thấy không, thấy rõ ràng không, là ghi là gặt rõ ràng, R phẩy cộng H2O, đây gọi là ete, có nhóm này gọi là ete, ete nè, ete chứ phải e,
este đi, este, este đi, tại cái este mất công bạn nhầm cái hàng này. Este, este, este. Đúng không ạ? Này là este mà. Này este còn này este. Được chưa? Este. Rồi cuối cùng phản ứng cháy, nhớ giùm em, phản ứng cháy thì nhớ giùm em. Axit no đơn hở. Đơn là chỉ có một nhóm gì? C. Axit, axit, axit. CO. O. Hả? No là phải có CN H2N cộng 1. Hở là không có vòng. Bắt đầu đáp. CN H2N cộng 1 C O O H. Bắt đầu đếm nè. C mấy C? N cộng 1 C, thấy chưa? Mấy H? 2N cộng. Đếm cho nó đàng hoàng coi Ngọc. Thấy thằng này với thằng này nhân mấy? Này nhân mấy ra này? Này bắt đầu nè, nhân kỹ nè. C, N, thì H mấy? 2, N, điểm mấy ô? Ô 2. Đây là viết gọn của A, axit no đơn chất mặt, mặt hở, phản ứng cháy. Ra. CO2 cộng H2O. Cân bằng. N2N. Ủa gì? N. Điểm oxy. N2 3N. Trừ. Đây một đâu, một đâu. Nhân như vậy mà trừ 1 cũng hay. 3N trừ 2 chia. Hiểu.